Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Ái nữ Đông Nhi lại theo ba mẹ chạy show, dạng dĩ làm quen với bạn mới mối tình dài hơn thập kỷ của đông nhi và ông cao thắng đã có kết thúc viên mạng bằng một đám cưới sau khi kết hôn cặp đôi sinh con đầu lòng là bé winnie từ đó ngoài những khoảnh khắc tình cảm ngọt ngào giữa hai vợ chồng gia đình nhi thắng còn có thêm một thành viên mới khiến cư dân mạng thích thú dõi theo Khác với một số nghệ sĩ hạn chế chia sẻ về con, Đồng Nhi và ông Cao Thắng đặc biệt cởi mở trong việc đăng tải những khoảnh khắc đời thường ngày của con như một cách để con kết nối với người hâm mộ. Tối ngày 17 tháng 3, Đồng Nhi tiếp tục cập nhật trên trang cá nhân khoảnh khắc đáng yêu của nhóc Ti khi cùng ba mẹ ra Đà Lạt kèm theo loạt hình ảnh đông nhi hóm hỉnh giới thiệu bé gấu winnie đến đà lạt nghe mẹ hát trong ảnh công chúa nhỏ nhà đông nhi diện chiếc áo bông hình chú gấu cực dễ thương vẻ ngoài vốn ngọt ngào lại thêm cặp má bánh bao phúng phến của winnie khiến ai nhìn vào cũng thích thú Bộ trang phục hình gấu đáng yêu được Winnie diện trong dịp ra Đà Lạt mới đây. Cô bé cột tóc hai chùm xinh xắn, không ngại ngùng trước ống kính. Đặc biệt, người hâm mộ còn chú ý thêm khoảnh khắc cô bé giản dị làm quen các bạn mới tại đây. Thay vì thẹn thùng, ái ngại khi gặp người lạ, Winnie thoải mái, buông dưa lê với các bạn đồng trang lứa. Cảnh nhóc thì chăm chú xem bạn chơi đồ chơi hay cười đùa thân thiện với các bạn, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Chỉ trong chưa đầy nổi tiếng, bài đăng của Đông Nhi đã nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác, thả tim tới tấp. Hầu hết bình luận đều khen vẻ dễ thương của Winnie. Một số bình luận liên quan, Winnie bữa nay được mẹ Nhi sắm cho bộ đồ gấu nhìn yêu hết biết luôn, thấy cưng dễ sợ. Trời ơi, coi bà buôn chuyện với mấy bạn kia, này chắc là thừa hưởng từ mẹ Đông Nhi chứ không ai hết trơn. Cưng quá con gái ơi, chị Nhi anh Thắng có cô quản lý xịn quá trời, đi đâu làm gì cũng có mặt quản lý á nha. Có cần dễ thương vậy không Winnie ơi? Mẹ dễ thương thân thiện nên chắc bé cũng thừa hưởng. Mình có cháu ở tuổi này nhưng mà bạn lạ thì nó cũng hơi rụt rè còn nhìn mặt Winnie hớn hở quá trời. Thực tế đây không phải là lần duy nhất Winnie đích thân tháp tùng mẹ đi làm. Nhờ tần suất xuất hiện cực nhiều ở nơi làm việc của ba mẹ, Winnie còn được người hâm mộ thích thú gọi với chức vụ quản lý của Đông Nhi. Nhiều lần xuất hiện cùng mẹ giúp tiền giật luôn spotlight của giọng ca khóc. Sinh ra trong gia đình có ba mẹ mẹ đều là ngôi sao nổi tiếng. Từ khi mới ra đời, Winnie đã sớm được công chúng chú ý. Tài khoản Instagram của Đông Nhi lập riêng cho con gái đến nay đã có hơn 284.000 người theo dõi. Đây quả thật là một con số khủng, đáng mơ ước đối với nhóc tì chỉ mới hơn 1 tuổi. Hiện tại, khoảnh khắc tiểu công chúa nhà Đông Nhi ông Cao Thắng đi Đà Lạt cùng ba mẹ vẫn đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Còn bạn, bạn cảm nhận thế nào về loạt hình ảnh này? Hãy chia sẻ cảm xúc của mình phía dưới phần bình luận ngay nhé! bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo